Lúc phút trong channel đó là chào để chúc sức khỏe đến toàn thể vị các bạn à, chào mừng chúng ta đến với khu vực của Vịnh Vĩnh Hy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi cái vòng cung này để xuống Vịnh Vĩnh Hy nha. À, trước đây thì đây là một cái cua rất là gắt, vòng cua tay áo đây, cua chỏ đây. À, tuy nhiên thì bây giờ họ đã làm lại khang trang hơn. Và sát bên đây, đây là cái resort Amanon, một trong những resort đang hot hiện nay ở khu vực của Việt Nam chúng ta nói chung và ở Bình Ninh Thuận nói riêng, tại cái khu vực núi Chúa này. Nhiều khi là mình chê thì nhà hàng mở có gì cân nhắc, thì cũng trực qua trao đổi với chỗ anh Phú rồi, thì để tìm một lúc nữa nếu mà ok thì mình ok, còn nếu mà tối nay không có tôm đất thì cũng thông cảm, bởi vì buổi chiều họ báo là nó không được tươi ngon lắm. Thưa anh chị, đây là cái khu vực của Vịnh Vĩnh Hy. Và gần đây các anh chị đã từng nghe nói đến một cái khu resort đẳng cấp ha, quốc tế, và thu hút rất là nhiều du khách, cũng như là ở một cái phòng ở đây thì rất là đắt đỏ đó. Đó là cái resort Amanoi, là nằm ở ngay chỗ khu vực của khu du lịch núi Chúa này. Nãy chúng ta đi ngang qua đó, cho nên là nơi đây đã có rất là nhiều người nổi tiếng ha, đến đây để nghỉ dưỡng, vui chơi ở chỗ này. Bỏ chân xuống. Đây, xin mời toàn thể vị các bạn cùng nhìn ngắm lại ha, khu vực của Vịnh Vĩnh Hy. Núi
đây phía bên tay phải phía trước đây, đây là cái đảo Bình Hưng đây. Còn bên đây đó là bãi biển Bình Tiên. Quá đẹp luôn. Quá đông lắm. Quá trời du lịch cả. Quá. Nhà bè đấy. Vậy nó ra một cái đảo riêng đúng không? Dạ, đó là đảo rời hoàn toàn à. Một cái nó có hở không anh? Dạ, vẫn có nước anh, những cái nước phải đi tàu ra, thuyền ra. À, hiện nay thì du lịch đã quay trở lại rồi ha, cho nên là chúng ta thấy du khách ở đây đông rồi. Đây chúng ta thấy là khu vực này là nhiều nhà bè phục vụ du khách để tham quan và vui chơi vùng hải sản. Xin thông báo với cả nhà, bên tay phải là của mình là những cái cân resort triệu đô. Vừa rồi con mình đã qua những cân resort cả trên triệu đô. Không dám nói bởi vì sao? Dưới triệu đô thôi. Trên triệu đô nhiều khi cả nhà mình ngắm rồi trầm trồ, nhưng mà cái này dưới triệu đô mình có thể trong tầm tay. Một vài năm tới thì mong các anh chị em trong đoàn nhà mình là cái này trong tầm tay của mình nhá. Lẽ ra là mình ở đây nhưng mà chẳng ra nó hết phòng đâu, nó ở chỗ kia đó. Theo như anh Phú bảo là lẽ ra mình ở đây, nhưng chẳng mà ra. Ở đây là bên Nga họ sang, mới lại bên Hàn Quốc họ sang là kín phòng rồi. Mình không đăng ký được, nên là mình nhường. Chỉ có cái lẽ chứ chẳng được. Đây là người mình Việt Nam đúng không? Của nhà làm ra thôi nhường người ta. Mình được quyết bởi hướng dẫn viên như vậy. Mình nhận đãi khách đó. Anh Phú bảo nhìn miệng đãi khách. Áp bài đi. Đi nghỉ phó đoàn hát bài đi. Xin phép các anh chị là em thì hát hay cũng không hay, không hay hát nhưng mà thôi, tại vì để dành sức cho tối nay thì cả nhà cứ ngủ nghỉ cho khỏe, tối nay mình chơi cho nó nhiệt tình, gặp chị hết. Đây sân góp nổi tiếng đây. Lộc Xem Thành nhỉ, đấy ra sân ngay. Lộc xin phép các anh là em Lộc cũng đang lắng nghe và trân trọng tìm hiểu. Hiểu tìm hiểu và quá hiểu để mà làm cho đoàn mình vui hơn. Đề nghị phó đoàn hát bài nhé. Tối nay em Lộc thưởng 8 bài. Đây là vẫn là con đường tỉnh lộ 702.
từ ở Ninh Chữ đi và ra đến khu vực của Cam Ranh. Quá đẹp. Đây là mình trở ra lại quốc lộ 1A nha. Ở đây là chúng ta tạm biệt chia tay với đường ven biển ở khu vực của Ninh Thuận. Chúng ta trở lại với quốc lộ 1A. Cái địa phận của tỉnh Khánh Hòa rồi. Đây là khu vực của Cam Thịnh, Cam Ranh này.